Ngày 14 tháng 5, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thê thiếp dùng nước sôi tạt vào người chồng lúc đang ngủ khiến người chồng bị bỏng nặng. Theo điều tra thủ đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Trọng Hiếu 49 tuổi, ngủ xóm Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, ngủ trước hành lang của nhà thì bất thần bị thê thiếp là bà Lê Thị Thanh 53 tuổi, dùng nước sôi tạt vào người gây bỏng nặng sau khi bị tạt nước sôi, ông Hiếu đã nhảy vào lu nước gần đó để hạ nhiệt và được hàng xóm đưa đi cấp cứu giúp tại bệnh viện. Nhận được tin báo, công an huyện chợ gạo phối hợp với các đơn vị liên quan đến tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Bà Thanh không hợp tác, khóa cửa nhà lại. Lực lượng tính năng phải tiến hành vận động, thuyết phục một lúc sau thì bà Thanh mới đồng ý mở cửa. Theo điều tra thủ đầu từ công an, nguyên nhân xảy ra sự việc là do bà Thanh ngờ giật ông Hiếu có quan hệ với người thiếu phụ khác nên về nhà tấn công đập bà Thanh. Chính điều này đã khiến diệt bà Thanh ứng ức trong lòng, dẫn đến việc bà có hành động như trên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện chợ gạo đang kế tiếp làm rõ.